đẹp hôm nay luôn rồi. Mây bữa nay còn đẹp hơn hôm qua nữa quá. Đây cũng có một cái lối để đi lên chùa Tà Bạ. Hôm nay sương mù dày đặc luôn, giống như Đà Lạt luôn các bác ơi. Quá đẹp. Bà Lộc Chi Tôn xin chào cô chú anh chị và các bạn. Trở lại với chùa núi Tà Bạ, khánh thành cây cầu. Tập tiếp theo hôm nay của em sẽ ghi hình cho cô bác xem. Hôm nay là ngày chính thức của lễ hội diễn ra tại chùa núi Tà Bạ. Giờ này thì cô bác thấy sương mù dày đặc luôn, phủ núi. Quá đẹp luôn cô bác ơi. Người người họ mua bán bắt đầu nhộn nhịp luôn rồi. Rồi em sơ qua cho cô bác xem cái rồi mình đi vào chi tiết nha. Quá tuyệt vời luôn, đám mây hình nón ở núi Tô hôm nay cô bác ơi. Quá đẹp luôn. Rồi luôn, núi Cấm, núi Tô hôm nay. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Và đây là nghi thức của các người khắp nơi họ đến, họ đến chùa và họ cũng góp phần tiền cho chùa để xây dựng thêm. Sư chết đi sống lại hai lần. Sư rất là lớn tuổi rồi cô bác, nhưng mà nhìn sư rất là còn trẻ. Sư năm nay 30 ngoài rồi đó, nhưng mà giống như là khoảng chừng mười mấy tuổi à. Đây là sư trẻ của chùa núi. Rất là hòa đồng, sư rất là vui vẻ. Sư đang giao lưu với lại những người mà họ đến, họ viếng chùa. Và họ là những nhân vật để diễu hành cái lễ hôm nay. Em ơi, sao không? Thank you.
tu mà bên Nam Tông đó cô bác, cho nên họ rất là thoải mái, không phải như là ở bên Phật giáo mà của người Việt Nam, cho nên họ rất là thoải mái, họ không có ấy, nhưng mà họ giữ giới, họ ăn cơm ngọ không à cô bác. Vị sư này rất là nổi tiếng đây cô bác, vị sư trẻ của chùa núi Đà Mã Kim Tôn, sư chết đi sống lại mấy lần rồi cô bác, từ năm nay là ba mấy bốn mươi rồi đó, nhưng mà nhìn giống như mười mấy tuổi thôi. Sơ qua cho cô bác xem ông sải cả ở chùa này. Đây sư cả, đây là sư cả ở chùa núi Đà Mã, ngài đang đứng lên rồi cô bác. Sư đang đi tới đó cô bác, đó là sư cả chùa núi. Hãy
lại chơi tập tập cái đó nữa, chơi tập cái đó chơi thôi chết tiếc rồi. À, đây là siêu cá đó cô bác. Thì ồn lắm, mình ít có nói chuyện nha cô bác. Cô bác thông cảm vì những cái loa phát thanh rất là lớn. Cô bác thông cảm nha. Thank you.
Cơm họ đến họ dùng để làm cái nghi thức lễ sáng hôm nay, họ bày ra đẹp quá. Oh.
Đây là những người họ đến, họ là phụ làm cái bếp này của bác, như là những thợ nấu. Nhà ở đâu? Dạ. Tên đâu nè? Em Tà Hưng. Tà Hưng. Nhà dưới đây, dưới đó. Đây là không gian của bếp. Bạn cơm can ông sải. Và không gian đây thì họ bày ra để cho đại khách đây. Các cụ chuẩn bị cho đãi cơm cho khách. Đãi cơm cái này để cho ăn xài. Thank you.
dĩa trái cây, dĩa bánh để mà cho những người những cho sư ha, ý cái này là cho sư. Không biết tiếng cái này là sao cô? Cái này là để cho ông sai dưới á. À, coi như là cho những các sải ở xa. Dạ. À, có nghĩa là đây là những mâm cơm để cho những sải ăn đúng giờ ngọ. Những cô hình như là ít có biết tiếng Việt lắm cô ạ, cho nên mình hỏi thì họ có người biết có người không. Thank you.
À, đây là cái mục đích chính của ngày lễ hội, giống như là ăn mừng và hoàn thành cái cầu thang vậy đó cô bác, chứ không phải là chưa khánh thành đâu. Quá đẹp luôn hả cô bác, một cánh đồng xanh bát ngát luôn, thật đẹp, rất là đẹp thiệt. Chùa núi Tà Bạ. À, tiếp theo nữa mình quay sơ cho cô bác xem về cái trong chánh điện của chùa núi Tà Bạ. Vì nơi đây thì mình thấy ít có mở cửa lắm, lâu lâu mới mở cửa một lần. Những cái dịp mà có lễ hội thì mới mở cửa. Những bức phù điêu đây đẹp quá. Điều này nói về cuộc đời của Đức Phật. Và mình quay lại cho cô bác xem thêm lần nữa là xuống cái thung lũng của Chi Tôn. Từ trên đồi núi Tà Bạ nhìn xuống huyện Chi Tôn. Quá tuyệt vời luôn. Đẹp, thật là đẹp. Trời hôm nay trong xanh đẹp quá cô bác ơi. Chị ở đâu đến đây bán ở đây? Dạ mới alo. Ở Sóc Trăng hả? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Và tiếp theo nữa em sẽ quay cho cô bác xem về họ đi đến đây họ mua bán ở ngày lễ hội này nha cô bác. Bán được chưa cô? Bán được chưa? Mình ở đâu tới đây bán cô? Không biết luôn. Không biết tiếng Việt. Sao các bạn chơi gì? À, cô không biết tiếng Việt cô quá. Mình hỏi cũng như là thua. Mình cũng không biết tiếng Khmer luôn. Và đây là những người họ từ phương xa đến họ mua sinh mua bán đây cô ạ. Vâng, vừa là nó đã tìm có chút lưu chuyện. Rồi, mình sơ qua cho cô bác xem về cái không gian họ mua bán. Và mình trở lại cái nghi thức lễ chút xíu nữa rồi mình sẽ kết thúc video. Và mình sẽ đi vào trong cái nghi thức lễ chút xíu nha cô bác. Và đây là họ đến họ nghi thức của lễ của họ. Kita akan berjalan ke tempat yang lebih baik. 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 Kita ak
Nghi thức các cụ làm những bó hoa để dâng lễ nè cô bác. Đây là mình để cái gì vào cô? Bà á đèn chui. Mình để bông vô hả? Dạ, để bông vô, để chui vô. À. Thank you.
Buổi sáng hôm nay đồi núi Tà Bạ sương mù dày đặc luôn, phủ kín cái đồi luôn cô bác ơi, quá đẹp. Và núi Cấm hay là núi gì bây giờ cũng không còn thấy luôn, sương mù dày đặc luôn, giống như Đà Lạt vậy cô bác. À, ngôi chùa được ẩn hiện trong mây luôn cô bác ơi, quá tuyệt vời luôn buổi sáng hôm nay. Tuyệt vời luôn, quá đông hôm nay luôn cô bác ơi, mây giăng ngập lối luôn, sương mù bão phủ hết trơn cái núi luôn, quá tuyệt vời hôm nay. Đây là nghi thức các cụ làm những bó hoa để dâng lễ nha cô bác. Ừ.
nào mình mới đi trồng chùa? Mấy giờ mình mới đi cô? Ngày mai. Bữa nay có đi không? Bữa nay không có. Bữa nay không có. Vậy là ngày mai mới đi. Rồi, cô biết mấy giờ đi không? À vậy ha. Còn này là mình làm mình chưng ở đâu? Ở chánh điện hay là ở đâu? Trong chùa hết chưa? Rồi, hết trong chùa luôn. Hết trong chùa luôn. Dạ. Thì hè không biết bữa nào có không biết. Dạ. Cô hỏi ông thầy. Vậy là ngày mai mới là chính thức. Ngày mai mới. Dạ. Ngày mai mới đông ha. Đông ngày mai lên. Dạ. Này là mình để cái gì vào cô? Bà á đen chuối. Mình để bông vô hả? Dạ, yeah, để bông vô, để chuối vô. Mới vô lễ chính thức cho sư. Và đây là nghi thức họ đến chùa họ cúng tiền để mà cho sư xây dựng này kế tiếp với chùa. Những người ở thôn quê ở nơi xa họ đến đây họ cúng tiền vậy đó cô bác. Dạ, và đến đây em cũng xin cảm ơn cô bác đã xem video của em và em xin kết thúc video ở đây. Ngày lễ hội của chùa núi. Rồi một lần nữa cảm ơn cô bác đã xem video của em nha. Tiếp theo nữa có thể là mình đi qua tỉnh biên. Hôm nay chủ nhật thì chợ Tinh Biên sẽ đông hơn. Mình có thể ghi hình lại cho các bác xem về chợ Tinh Biên lúc này như thế nào. Chợ biên giới. Thank you.